Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình đang có mặt ở cái bè Tiền Giang, tiếp tục theo Lộc để xem Lộc sẽ khắc phục và sửa chữa một cái động cơ là Hino Yamaha trên một chiếc ghe lúa ha. Chiếc ghe lúa này là được đóng năm 2014, trọng tải của nó là 110 tấn. Tình trạng của máy này như thế nào ra sao, chút nữa thì mình tiếp tục dẫn hỏi chủ ghe cái nguyên nhân nó bị như thế nào ra sao ha. Thì ảnh có nói sơ sơ là ảnh đợi Lộc tới ngày hôm nay đó là 11 tháng rồi các bạn. Từ lúc mà ảnh làm máy rồi là cảm giác là nó chạy không có như ý của ảnh, rồi đợi Lộc cho tới ngày hôm nay luôn. Đây thì ảnh cũng đang đi lên, Lộc cũng đang đi lên ha. Chút ở đây thì sẽ đi vô bên trong. Đây là cái ghe này. Tôn này thì ảnh đóng là 8 ly ha. Lùn. Đây anh đang chờ chiếc ghe ra để tìm cái chỗ cần để làm ha. Các bạn ngồi cùng xem cái vấn đề là hiện tại là cái thối nó là như vậy. Lúc đầu thì mới đợi lên có chắc. Để chút hỏi cho cái câu chuyện rõ ràng hơn đi. Đây nãy giờ thì ảnh chạy vừa ghe thì các bạn cũng sẽ nghe cái tiếng máy, với lại là thấy được cái tình trạng khối hiện tại. Bây giờ thì mình sẽ mời mọi người vô trong để xem cái động cơ. Đây là động cơ Hino Yamaha. Cái hầm máy này hôm nay Lộc với một cái diện tích thì cũng hơi hẹp rồi ha. Đây bây giờ thì Lộc đang kiểm tra ngoại hình ở bên ngoài thì mình sẽ hỏi anh chủ ghe cái tình trạng cái nguyên nhân này như thế nào. Anh có thể chia sẻ lại cho em biết là cái tình trạng máy này cách đây như thế nào ra sao, anh có thể chi tiết hơn cho em hiểu được không? Cái này thì hồi đề lên chạy nó chạy thì nó có khói vậy, một chút thì nó cũng bớt bớt lại, nhưng mà lên ga lớn thì nó không có hết. Hồi nãy anh có nói là ăn dầu nữa. Dạ, hồi nãy anh có nói là anh đợi Lộc cũng lâu ha, là cụ thể là khoảng bao nhiêu tháng anh ha? Chắc có 10 tháng, 1 tháng, yeah. Gần năm rồi đó. Yeah. Từ cái lúc mà khi mình làm cái dàn hơi với lại là cái ở ngoài, nhưng mà cảm giác nó chưa có đạt như mình muốn rồi là... Nó cũng còn ăn dầu giống vậy à, chứ nó không có giảm được. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nhưng hiện tại cái quan trọng chính là cái ăn dầu. Ăn dầu. Dạ. Yeah. Rồi, thì các bạn cũng đã nghe cái chi tiết về cái động cơ mà khi mà anh chủ ghe, anh gặp cái trường hợp vậy ha. Tại là nặng nhất là ăn dầu, thứ hai nữa là khói anh ha. Đúng rồi, ăn dầu với khói. Đó thì anh có là bạn bè tôi, là tôi đi ra là ai cũng mến tôi chứ. Khóc. Cái đập là rất mắc anh. À, khóc, đi, khóc đi tôi đi mà người ta không muốn khóc. Vậy là khi mà anh đậu ghe đi chung đoàn với nhau mà khi anh đi rồi là mọi người ở lại khóc. À, tiếc là cái vấn đề tại sao ghe anh chạy khói nhiều quá là nó khóc ha. Cay mắt đó ha. Đúng không anh? Dạng cái đó là xác rồi. Đó là anh nói cho vui thôi nha các bạn, cũng như là cái cảm giác giống như là khi mà khói nó cay thôi, anh nói cho nó cười cười chút xíu. Đây bây giờ thì anh chủ ảnh đề máy cho Lộc kiểm tra. Ra cái cục bột trước. Rồi đề lại cái. Rồi sẽ đề lại cái này. Không chìa khóa không? Lấy cái phòng chìa khóa giùm em cho nó anh.
số 5 lên. Dầu nó không qua được. Con heo này là anh đã lúc mà máy là anh đã cân heo rồi, nhưng mà anh cân rồi á, nhưng mà thợ này bắt đúng tăng nè, tiếng máy là dầu gốc có nè. Đạt. Nhưng mà tại vì ở đây là cái này là tại cái phần xế là nói chung là tại vì bên anh em làm heo khác, còn anh em cân máy khác, tại vì thường thường cân heo bét về anh em chỉ bắt là đúng tăng thôi. Nhưng mà anh em thật sự không có cần như chỗ này. Cái gói cam heo của anh đang bị mòn, nhưng mà mình lên dầu mình lấy cho nó băng nó bằng thôi. Nhưng mà thật ra dầu nó không vô bồn đốt được. Cái máy của anh lắc vẫn gạo dầu, nhưng mà của anh chạy từ sáng tới chiều khó nước làm hoài nó không hết. Mới đề lên là khó trắng đó. Sao anh?
tiếng máy chạy nó không có góc dữ. Còn cái Hino này của anh ta lên là nó góc dữ lắm. Ừ, đúng rồi. Thấy đúng rồi, anh chủ. Nó góc muốn bể cái máy luôn. À. Vậy là anh chạy từ sáng đến chiều nó cũng làm giống như lọc nó. Nó hoài nó chuyện miệng cái không hết. Cái thằng này á, chứ cái thằng dòng máy Komatsu 68108 á. Thằng Komatsu 68108 là bình thường y chang vậy luôn. Nhưng mà nó là giống như cái tình trạng thay bạc hay không thay bạc rồi á. Đa phần anh em nói là thợ sửa dở là bị tình trạng là thay bạc, ta bạc dởm này kia dính máy gì. Không phải. Cái đó là biết sao không? Tại vì cái gối cam heo của mình á, mình lên mình lấy dầu nó bằng. Nhưng mà thật ra nó chạy dầu sống á, cái khối á nó không chín, nó cạo cái lòng bạc với tông, nó không nuôi được. Còn khi mà bồn đốt nó đốt chín rồi á, khối nó sạch, nó thải ra ngoài bồn bỏ luôn. Còn không ấy là giống như thay gì, giống như nó sẽ trở lại thành là khối carbon. Tại vì thường thường mấy anh em gọi là gì, sao mà vệ sinh bồn đốt à, có nghĩa là nó như thế. Còn cái trường hợp hôm nay thì mình sẽ khắc phục sao em? Này là bị mòn gói cam heo anh, em sẽ canh gói cam heo lại. Nhưng mà anh em thợ heo thì căng dầu thì nói chung là lấy cho đều dầu là tịch đó. Nhưng mà ngặt cái này là nó bị mòn gói cam thì phải chịu. Nhưng mà mòn gói cam thì là em phải chỉnh là so đũa. Nhưng mà tại vì anh biết thời gian sao, anh em nào sửa máy thì cũng giỏi hết, ok hết. Nhưng mà có những cái nó sơ ý nhỏ, nói chung là anh em vẫn làm được. Nhưng mà tại vì anh biết đi, mấy cái nhỏ nhỏ này thường thường anh em không có thời gian làm. Chứ anh em làm được, anh em làm đạt. Là con heo á, là thợ cân heo, cân chuẩn đúng đó. Rồi thợ gắp máy này là gắp đúng, vẫn gắp gắp theo cái đà be đúng. Nhưng mà thật ra cái con heo này nè, mình lên băng mình lấy dầu, nhưng mà cái gói cam nó mòn, nó hụt xuống. Nó tại vì theo yêu cầu là nó hụt 0.25 là ra tới ngoài bánh căn đầu, mình nên nhớ nhân cho 10 hoặc là 0.34 là bán kính vòng tròn của bê tông đó, thì nó sẽ ra. Thì nó là nhân cho 10 đó, thì nó 0.25 ra ngoài bánh căn ngoài là nó sẽ chặt căn cam, là nó chặt tới 2.5 ly. Tại vì thằng này cam to. Vậy là cái này là nguyên nhân là lâu ngày nó bị mòn gói cam cho mòn gói cam heo. Còn nếu mà bây giờ á thì con heo này ảnh nó mới làm, nhưng mà bây giờ á thì em phân tích luôn, chứ nếu bây giờ ảnh cân rồi ảnh đưa em gác, nếu mà em không chỉnh tay lại bảo đảm không bao giờ hết, hứa chắc luôn. Nhưng mà máy này thì gói cam của anh mòn thì em sẽ làm đạt cho anh khoảng 7-80%. Còn nếu mà đạt hơn gì đó là tự anh nhận xét, chứ em thì nó không có thể nào mà em tự khen em được. Mèo khen mèo dài đu là không được. Nói chung là tự chủ máy người ta phán xét thôi. Còn bây giờ em sẽ làm cho anh là lại đạt khoảng 7-80%. Tại vì cái cam mình mòn là tại vì bây giờ là em phải kiểm cái đầu bét này nè, em kiểm đầu cái tông lại nó, rồi gói cam heo. Tại vì ở trên cái mỏ quớt nè gói cam á, tại vì ở thay vì anh em cái dàn cam này nè, mấy anh em á là nó không có chỉnh bằng mà so bánh ăn cam được, là tại bánh ăn cam á như cái dòng máy cái máy khác á là như Kubota gạch đập liên hợp nó sẽ có 7 miếng gòn ở đây nhông xéo á, nó sẽ lệch qua lệch lại là cái gói mỏ nó đi quớt khác nhau. Còn cái thằng máy này anh em làm đạt ok đó, thì tiếng máy góc dầu là đã có ha, nhưng mà nó góc không mạnh là bùng đốt nó vô không được. Là cái thằng này là cái thằng Yamaha có nghĩa là phân tích cho anh em, thì anh em phân tích á, Yamaha gọi là cao tốc, là nó đang chạy trên mấy chiếc tàu nhôm rồi đó. Còn cái thật ra cái tên máy này là tắc 18, là gọi là B09B, Hino B09B. Rồi còn gọi là Hino EB đó. Rồi vậy là tiếp tục rồi mình tháo gì ra Lộc ha? Bây giờ thì con heo thì bắt tăng lại, rồi kiểm gói cam. Cứ thằng nào thiếu gói cam á là như mày cái thằng ti bơm nó xuống, hoặc là thí tỷ có những cái sơ lệch như vậy. Mình cũng chia sẻ kinh nghiệm thiệt với anh em luôn, là giống như cái đầu cái ti bơm nó lên dày, ở dưới đây nó sẽ có một cái miếng lông đền để mà thường thường mình gác qua đó là nó sẽ không bị dầu quá nhất. Thì thay vì mình chia miếng lông đền là nó sẽ bị dày, mà đừng có chơi miếng lông đền nữa. Anh em cứ quấn keo non ở dưới cái chân của cái thằng ti bơm á là nó sẽ không bị dầu quá nhất, nhưng mà nó sẽ trở ngược lại, nó trúng tăng. Nó không bị chặt tăng. Còn cái này là nó đang một là bị cái ti bơm nó hơi lùn hơi cao rồi gì, hoặc là cái gói cam này thì nó mòn xuống, hoặc là có những cái trường hợp thứ hai gói cam không mòn nhưng mà cái cổ ti bơm á mình cứ để miếng đời mình chim đi nè, mình sợ cái tình trạng mà về dầu quá nhớt á đó. Chứ mặt da mình quấn bằng keo non ở dưới đây hoặc là để con sim là siết lại là ok luôn. Còn em công nhận là mấy anh em thì gắn máy này là đúng đó. Chỉ là trường hợp là mòn gói cam thôi ha. Rồi, bây giờ thì mời mọi người cùng xem tiếp cái quá trình mà Lộc sẽ khắc phục, cũng như các bạn cũng đã nghe
Lộc phân tích cái trường hợp của con máy hôm nay thì Lộc cũng đã nói là thợ gáp máy này thì nói chung chuẩn tuyệt đối, nhưng mà do cái vấn đề là nhiều khi mình chạy lâu ngày vài tháng thì nó hao mòn ở trong đó, cho nên bây giờ Lộc phải canh lại bằng tay là chỉnh cái bằng ti bơm, đúng không Lộc? Đúng rồi. Đó là như vậy ha. Thì cũng như nãy cũng Lộc cũng đã cố gắng nói là hy vọng cái, là sẽ khắc phục được cái tình trạng máy này là nó giống như cái máy Văn Na Ban L15 là mới sửa tại Tiền Giang mấy đợt trước đó. Là nó bị gì đó là ảnh cân heo 5-6 lần mà nó không hết. Là có nghĩa là cái gói cam lâu ngày nó bị hụt đó. Đó là bởi vì là mình phải canh theo vậy đó, là cái máy của anh chạy mới không bị dầu sống. Rồi cùng xem tiếp ha. Đây nãy giờ thì anh chỉ ghe đang phụ Lộc tháo cái cổ bô, chỗ trục bô ra ha, rồi sẽ chuẩn bị đề kiểm tra một lần nữa. Đây, bây giờ thì Lộc sẽ kiểm tra. Đây thì hồi nãy các bạn cũng đã xem là cái lúc mà Lộc mở cổ bô ra, anh chủ ghe mở cổ bô ra để cho mình thấy cái tình trạng khối với lại là nó cực kỳ cay. Rồi thì bây giờ thì Lộc sẽ tiến hành tháo những cái bét ra. Thì cũng như bao nhiêu cái máy khác, mỗi lần làm thì nó rất là khó, cho nên là tuy là nó không hư cái vấn đề đó nhưng mà Lộc tháo kiểm tra vệ sinh lại hết. Đây bây giờ thì Lộc đang canh cái ti bơm ở bên dưới lại ha. Còn anh chủ máy thì ảnh đang xây bánh chớn để cho Lộc làm. Còn ở trên thì đã tháo cái dàn nắp chụp cò rồi. Có lẽ là chút nữa Lộc sẽ kiểm tra lại cò coi coi nó có vấn đề mà nó gơ hay nó hỏng gì đó không. Bắt cò lại kiểm tra nữa ha. Với cái không gian này thì nó quá hẹp cho nên mình không có thể nào xuống dưới quay cận cảnh cho mọi người xem được. Chỉ quan trọng là chút xíu nữa anh chủ máy cũng như anh chủ ghe này ảnh nghe, ảnh cảm nhận cũng như là ảnh coi qua cái làn khói có còn cay mắt hay là như thế nào không? Thì nó là chính xác ha. Hai anh bây giờ thì Lộc thì đang trong kẹt bên anh bên kia thì bên kia. Đi cái ti bơm hơi sát chút xíu. À, mong mọi người cũng như các bạn xem thông cảm giúp mình nha. Ủa anh, cái máy này hôm đó mình làm dàn hơi lại với lại là cái dàn hơi với gì ta? Heo hả? À heo bét luôn. Là mình chi phí là lúc đó anh còn nhớ là cỡ khoảng nhiêu không anh?
nhớ chi phí là hết luôn là 4 mấy triệu á. À, 4 mấy triệu ha. Mà cái đó thì mình chạy tới nay cũng đã là gần 11 tháng rồi anh ha. Dạ. Đây thì cái khoảng thời gian trước đó ha. Ủa cái lúc mà em hồi nãy có nghe anh nói là khi mà gần 2 năm rồi. À 2 năm ha. Điện lập thì gần 11 tháng rồi. À điện lập thì 11 tháng. Tức là anh vậy là anh làm chạy khoảng 1 năm. À năm mấy. À năm mấy thì cảm giác là nó bị khối cai. Vậy cho nên là mới kêu lập lên khắc phục lại. Đó thì nó không có phải là do ai hay như thế nào ha. Nhiều khi lâu ngày chạy thì hao mòn cho nên kêu đến lập chỉnh sửa lại thôi. Đây, giờ lập thì đang canh những cái dàn ti đồ bên dưới ngay lại để mà đưa vô. Đây là cái 6 cây bé mà Lộc đã tháo ra xong. Thì canh ti xong thì Lộc tiếp tục là vệ sinh và kiểm tra. Thôi coi đôi khi là chạy lâu ngày nó sẽ đóng khối hay là nó nghẹt cái gì đó. À, để vệ sinh khắc phục cho nó hết ha. Dưới thì đang lấy tăng dầu lại. Theo gì đó. Thì về máy móc thì mình cũng không có quá gành nhiều cái chi tiết cũng như là các cái dòng máy. À, cho nên là anh chị cô chú và các bạn mọi người xem có chỗ nào sẽ sót thì thông cảm cho mình nha. Đây bây giờ thì Ngọc sẽ cho mọi người xem một cái chi tiết khá đặc biệt đâu. Anh có thể nè. Đây được thành chưa? Nhắm vô đó em đi. Lấy nét vô. Nè, của người ta là cái đầu que nằm ngay đây nè. Không này, quay vậy chưa không thấy đâu, để anh lại xuống một xuống. À. Cái đầu que nó là ngay đây nè. Ừ. Như cái lòng gạch đó ha. Nè. Đó. Là đúng đó nè, nhưng mà khi có cam mòn nó sẽ đi qua nè, đó thấy không? À, cái có cam mòn nhảy qua khoảng chừng mấy ly ta. Nó qua nhiều rồi. Mình làm cho nó chính xác luôn. Gặp cho nó rõ cảm cái đầu que luôn ha. Để mình canh nó mà tật. Ở đây đúng viên nó là vô cái dấu này nè. Ừ, ngay cái đầu ve nó cứ À anh coi nè. Rồi, ok. À, nó nhảy qua bên. Giờ nó qua vậy nè. Ừ, nó qua cái này cỡ 5 ly nè. 5 ly à? 5 ly dặn phân. Rồi nó nhảy qua dễ dòng nó lên đúng không? Đúng rồi. Đâu? Mắt à? Đây, máy số 1 đúng không? Đưa thứ kẹp lại coi, đo thứ có bao nhiêu ly. Thứ kẹp là có không anh? Tám ly ha. Vậy là nó xa cái coi từ cái lý do cái gói cam nó mòn mà nó bị chặt qua là 8 ly. Dạ. Tức đó thì các bạn mọi người bây giờ cũng đã xem và quan sát thấy ha. Đây một lần nữa đi. Đó. Rồi. Xong ha. Dạ. Bây giờ thì Lộc lên trên để tiến hành kiểm tra lại mấy cái bếp ha. Thì mọi người cùng xem tiếp nha. Cái này như phí là đạt Lộc. Này 150. Bắt đầu tiến hành kiểm tra cái bếp rồi. Các bạn đây. Chết
mình lên. Đây cũng là cái cây bét thứ 6, cây bét cuối cùng ha. Thì nãy giờ lọt kiểm tra thì cây nào nó cũng đạt hết trơn các bạn. Chỉ có cái là nó hơi thiếu áp chút xíu, cho nên lấy áp lại là xong. Thì chỉ thiếu áp rồi, tất cả gắt luôn các bạn. Bây giờ thì tôi gặt gặt lại cái ăn tôi chứ. Sẽ tiến hành là gáp vô rồi kiểm tra cái nữa là nổ máy ha. Đây bây giờ thì Lộc tiến hành là lắp gáp mấy cái bét sau khi đã vệ sinh xong ha, rồi xuống dưới canh chỉnh dầu nữa, rồi chụp nắp cò vô là nổ máy để coi coi chút nữa sẽ không mắc cổ bô vô cho anh chủ ghe cũng như là mấy anh em ở đây và coi coi có cái tình trạng là khối nó còn cao hay không nha. Đây bây giờ thì mọi thứ cũng đã xong rồi ha. Lộc chụp cái nắp cò lên rồi có lẽ là dầu mỡ chút xíu nữa là nổ máy rồi kiểm tra coi coi như thế nào ra sao ha. Thì nãy giờ thì cái quá trình là đâu đó cũng khoảng chừng từ lúc 10 giờ tới bây giờ thì cũng khoảng 3 giờ hết ta. 3 giờ. Rồi cũng gần 3 giờ mới xong các bạn. Nhưng mà tại vì cái vấn đề mà Lộc làm thì có nhiều cái nó hơi lâu á, cho nên mình cắt ngắn rút gọn thời gian lại để cho mọi người xem chi tiết hơn ha. Rồi bây giờ thì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây kết quả như thế nào ra sao mời mọi người cùng xem ha. Rồi các anh chủ ghe cũng cảm nhận ra sao nha. Nãy giờ là tháo bét ra cho nên là mình để màu lên một cái các bạn, để xả dầu bọt ra giống như cho dầu nó qua rồi mấy máy mới chạy được ha. Rồi tiếp tục ảnh sẽ đề cho dầu qua. Để cho chút nữa anh tự nhận xét và cảm nhận đi. Giờ thì có lẽ là mọi người không có thể cảm nhận được cái làn khói lúc bây giờ đâu ha. Rồi đè đi. Rồi đè đi anh. Nếu mà lúc hồi nãy như vậy là không thể nào chịu nổi nha các bạn. Bây giờ thì là khói nhưng mà nó không cay ha.
chính xác nhất, tại vì thi đơn nghe cảm nhận về khán giả sẽ nói là mình sẽ nói theo. Anh thấy khói không? Nó chạy lắm. Nãy là như vậy là anh em mình chịu không nổi nè, đúng không? Đó, để anh chạy để ví dụ như em cảm nhận thì khán giả nói là hồi nãy nói vậy, bây giờ ai cũng không dám nói, nhưng mà bây giờ anh em mình ngồi đây là thấy cảm giác là nó tuyệt đối là nó không cao giống như nãy. Cái vấn đề nguyên nhân mà khói cay thì theo mình được hiểu đó, giống như dầu nó đốt không hết đó các bạn, cho nên dẫn đến trường hợp là khói cay. Còn bây giờ thì lọc đã khắc phục và chỉnh sửa, thì anh chủ xe anh cũng cảm nhận là khói nó không còn cay giống như cái lúc đầu. Thấy nhìn nó nhẹ nhàng hơn ha. Nếu mà hồi nãy như thế này nè, là nó cay lắm, còn bây giờ nó bị ngọt. Cổ bô vô ha, rồi sẽ tiếp tục thử. Rồi thì nãy giờ anh chủ ghe anh cũng bắt cái bô lửa vô xong hết trơn nha các bạn. Lọc còn căn chỉnh ở dưới chút xíu, rồi sẽ nổ máy chạy để chỉnh cái dầu lại chút xíu nữa. Tại nãy là vừa gáp vô là cho chạy là chưa có bô, thì đạt hay không được bao nhiêu phần trăm chỉ có anh chủ ghe anh chạy anh mới cảm nhận là chính xác nhất. Chứ ở đây thì có thể là ví dụ như cái khối lúc hồi nãy nó cay, nhưng mà bây giờ nó không cay mà mình có thể nói đi là cay hay không thì có thể là mọi người không tin, chỉ có anh chủ ghe làm cho kết quả đúng hết ha. Đây 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 đi. Thì nó cực kỳ là nguy hiểm nha. Thì có lẽ là một số anh em thợ máy cũng như làm trong nghề máy thì rất là sợ, nó như một cái ám ảnh như các bạn. Thì nói nôm na là dễ hiểu hơn, tức là nó sẽ lấy dầu ở dưới cái phần ở lộn lấy nhớt ở dưới cái bọng máy, nó lên nó nuôi nó chạy luôn. Thì Lộc cũng đã chạy thử nhưng mà thấy tình hình là máy vừa tốc, cho nên là tháo cái ống bên chỗ cái bên cái xương hàng gió đó, thì thấy nhớt nó lòn vô trong này rất là nhiều.
của cái nguyên nhân này là nó như thế nào hả Lộc ha? Nó lấy nhớt từ bô qua nè, nó chứa ở trong đường nè, để lên nó lấy nhớt qua chạy vừa tóc nãy giờ luôn. À, vậy là lấy nhớt từ chục bô qua. Đúng rồi. Rồi nó đi vô cái cái hồng bên đây lại. Hôm qua nó lấy và nhớt hôm qua mấy ống quay nó đu vô đầu bê tông. Dạ. À, bây giờ thì mình cắt bột sau em. Bây giờ gỡ que nó cho chạy trước, chừng nào đạt máy xong hết rồi mới bắt đầu mới tiến hành gác lại. Ừ. Rồi đưa đèn xuống kiểm tra rồi bả hết. Thì hồi nãy có hiện tượng. Đây bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem ha. Nhớt này. Cho nên là nhớt nó đi qua đó rồi nó mới dẫn đến trường hợp vượt tốc đó các bạn. Thì có lẽ anh chị cô chú cũng như là mấy anh em thợ máy mà xem tới khúc này thì mình có nói gì sai sót thì có thể bình luận thêm trên biết cái ha. Bên dưới thì Lộc đang kiểm tra hết tất cả các cái ống dầu bên dưới rồi sẽ cho chạy thử. Nãy thì kìm bấm, chì phá để mà xử lý, còn Lộc thì những cái bô em này nếu có gì mình sẽ đẩy cái tục bô rồi. Lão trời, sao luôn chạy cái tục bô vậy? Rồi sau khi một hồi kiểm tra đâu vào đó hết rồi thì sẽ chuẩn bị về ha. Rồi, đây đi. Rồi, bây giờ thì sẽ đề cho chạy ha. Rồi, đề nó nghe. Rồi. Vẫn còn kiểm tra dầu chứ chưa chạy nha các bạn. Rồi, mọi thứ đã xong hết trơn. Bây giờ sẽ đề ha. Rồi. Anh thấy khói cay vậy, anh thấy cảm giác sao? Tại lúc mà hồi nãy lúc mà mình thấy đó, mình thấy khói nó cay rồi, giờ khói cho nó thấy nó có cay không? Nãy giờ nó chưa vô mặt, nãy giờ không thấy khói nè. Nãy giờ không thấy khói. Nãy giờ sao? Đó. Đây là cái tiếng máy sau khi làm mất một sự kiện xong rồi. Không thấy khói luôn đúng không? Trời ít. Nhưng hồi trưa thì anh thấy khói không? Hồi sáng thì khói nhiều, giờ thấy đỡ nhiều lắm. Dạ, bây giờ đã khắc phục được là anh thấy là nó giảm bao nhiêu phần trăm? Giảm cỡ 80%. 80% ha. Thấy thấy là vấn đề mà lập khắc phục chỉnh sửa ha. Thì cũng còn một số lặt vặt nữa là nó xong rồi các bạn. Sao hồi nãy anh thấy khói cay và đứng gần đó luôn, anh thấy cảm giác là khói có cay không? Bớt nhiều lắm. Bớt nhiều ha. Dạ. Chứ hình như lúc trước là ganh ti vậy là khói ra phải không? Ừ. Lúc trước ganh ti vậy là khói nó ra nhiều gầy thì bớt nè. Dạ. Thì Lộc còn đang chỉnh sửa bên dưới.
gian nó khá là đẹp cho nên mình không có quay được nó chi tiết quá nhiều, mong mọi người xem thông cảm nha. Anh thử máy thì anh đang ở đây. Rồi còn đang chỉnh cái phần neo dầu các bạn. Thấy tất cả mọi người thì đang
với là sáng. Khối trắng ra hoàn toàn là khối đen. Video á là khi anh mà cái tốc độ của anh Ti là khối trắng nó ra rất là nhiều, còn bây giờ là cái trường hợp là trừ khi mà nạp vô bãi rồi bắt đầu mới là khối đen nó ra. Xem lại cái khúc đầu video ha, cái lúc mà ảnh xô ghe ra, ảnh bắt đầu chạy dời ghe thì cái làn khói trắng rất là nhiều, còn bây giờ thì trừ khi mà nhắm ra là nó mới ra khói đen. Đó là cái nguyên lý cũng như là cái cách của cái máy dầu, là công suất lớn là nó là như vậy, khi mình ép tải vô là bắt đầu nó sẽ ra khói. Còn bây giờ thì mọi người đã xem và so sánh lúc đầu và bây giờ ha, thì mà nãy mà ảnh chạy ganti thôi là khói trắng nó ra. Bây giờ thì anh sẽ mở dây để chạy thử và coi cái cảm nhận cái lực máy coi coi nó được khoảng bao nhiêu phần trăm. Máy dầu mà khi mà ép tải là nó ra có đen nữa.
Rồi sau khi một màn chạy thử thì cũng về tới nơi ha. À, nãy giờ thì ảnh đã chạy thử máy mà trong khi quá trình lọc đã khắc phục sửa chữa sớm giờ. Bây giờ thì mình sẽ hỏi ý kiến của ảnh coi coi lọc sửa hôm nay đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm. Và nó chênh lệch với cái lúc mà chưa sửa cũng như là sửa rồi nó khác biệt như thế nào ha. Sao anh Trọng, anh thấy là được khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì theo tôi cảm nhận là cũng 70-80% rồi, thì dạ. Giảm rồi. Dạ. Thì như vậy thì cũng ổn hơn cái lúc trước anh ha. Ừ. Dạ. Thấy tình trạng khói là thì tuyệt đối anh. Cũng tình khói cay á. Khói cay thì cũng giảm, nói chung là khói là khói giảm. Dạ. Máy thì chạy nó rong hơn. Dạ, nó không có lực hơn chút anh ha. Ừ. Không có lực hơn. Rồi. Cái đó nữa anh sau này em có thay cái bơm, anh nhớ lấy cái chừa lấy cái mẫu cái ti bơm cũ nha. Ti bơm nè. Cái ti bơm hồi nãy mình lấy mẫu á. Sau này mình có như chạy đi. Sau này là hơi ti bơm á, mình lấy cái mẫu của mình có thay trước á. À. Tại vì cái này là thay cái ti bơm của nó bị mòn cái gối á. Rồi, thì đó là nãy giờ cái câu trả lời từ phía anh chủ ghe. Ảnh cảm nhận cũng như lúc đầu lọc cũng đã nói là cái máy này lọc cố gắng khắc phục được thì khoảng chừng 70-80%. Thì nãy giờ anh chủ ghe ảnh cũng trả lời cái vấn đề là như vậy. Rồi có lẽ cái video mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.